Theo thống kê của các cơ quan chức năng, khoảng 90 nạn nhân trong vụ cháy tại chung cư Carina Plaza được cấp cứu. Các bác sĩ cho biết các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng bị bỏng đường hô hấp rất nặng. Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị bỏng đường hô hấp là do thiếu kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, chống ngạt khói. Khi nạn nhân đã hít một lượng lớn khói độc vào khí quản gây tắc nghẽn đường thở hoặc bị ngạt khí CO2 gây ngộ độc cho cơ thể và gây suy hô hấp cũng như tổn thương não. Khuyến cáo từ các bác sĩ, đối với trường hợp hỏa hoạn tại các chung cư, nhà cao tầng, người dân cần bình tĩnh và chống ngạt khói bằng những cách đơn giản ngay tại hiện trường vụ cháy. Cái cách mà phòng cháy đến chữa cháy, khi chữa cháy như thế nào và khi không chữa cháy được thì người ta làm như thế nào đó mà người ta phải không có tiếp xúc được với cái khói. Muốn không tiếp xúc được khói hoặc là giảm bớt được cái lượng khói mà hít vào thì chỉ có cách thứ nhất là thoát khỏi đám cháy, nếu mà được là càng tốt, nhưng mà không được nên qua cái đám khói quá lớn. Thứ hai nữa là ta có thể tấn thủ lại một cái trong nhà hay cái nơi nào đó, không cho khói vào. Sau sự việc này, ngoài việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, thiết nghĩ các chung cư cao tầng cần phải tăng cường tập huấn cho cư dân về các kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn, nhằm tránh tối đa những thiệt hại về tính mạng và sức khỏe không đáng có.